đo được khá là chính xác. Hả? Hello, xin chào các bạn, mình là Thầy Phương VBK đến từ VBK Music. Các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang có các sản phẩm dịch vụ như là bán các bộ video hướng dẫn hóa âm phối khí, bán đồ phòng thu, dạy hóa âm phối khí online và nhận hóa âm phối khí cho sáng tác mới. Hiện tại thì mình đang có hai group về FL Studio và Ableton Việt Nam, rất là mong anh em tham gia. Và đây là các bộ video mà mình đã làm được. Ok, hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái bài chia sẻ những cái điều mà mình cảm thấy thực sự rất là ấn tượng với bản 20.8, bản cập nhật mới nhất của FL Studio lần này, bản 20.8. Có 4 phần mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Ok, trước khi đến với nội dung chính của bài thì chúng ta sẽ đến với phần khoe nhạc. Đây là một cái project mình làm khá là lâu rồi, một bài remix cũng được khá là nhiều view trên YouTube. Đó, ok, thì các bạn có thể nghe kỹ ở đây nha. Còn bây giờ chúng ta có thể lướt qua đoạn điệp khúc một chút. Đây, nghe đoạn sau đi cho phê. Ok, đó là bài mà cái project hôm nay mình làm ví dụ. Mình rất là vui khi mà mỗi video clip hướng dẫn mình lại có một clip project mới để khoe cho các bạn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các chứng năng ấn tượng. Việc đầu tiên đó là cải tiến mà mình mong đợi nhất, đó là Spectrum Aliasing Parametric EQ. Tiếp theo là khi mà các bạn để ý Parametric EQ, nó cũng có giao diện mới hoàn toàn phẳng. Và điều này nó tạo ra cái giao diện nó rất là hiện đại, và mình có cảm giác hơi business một chút. Mình thích những cái gì liên quan đến kiểu business, kinh doanh mà nó đơn giản, nó hiệu quả. Thì khi mà các bạn nhìn, nó sẽ có một cái Spectrum Aliasing, các bạn sẽ nắm được năng lượng của từng cái giải tần cái EQ này. Ok, nhưng mà cái điểm hơi hạn chế ở đây là ngày xưa khi mà chưa có Spectrum Aliasing thì nó biểu hiện cái độ lớn bằng độ đậm của màu đỏ. Nhưng mà bây giờ khi mà có cái Spectrum Aliasing này mà nó vẫn giữ nguyên cái phần biểu thị màu cũ thì nó đang hơi rối. Thì mình rất là hy vọng trong bản cập nhật tới thì bên ImageLine sẽ bỏ cái phần sóng màu đỏ đi, thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Điểm thứ hai mà mình thấy rất là hay ho, đấy là hai cái FX mới của FL Studio, đó là Frequency Sleeper. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn tách được các cái giải tần, ba cái giải tần khác nhau ra, và các bạn tác động vào đấy, các bạn có thể compressor, các bạn có thể tăng. Nó giúp cho các bạn có thể sidechain được các cái giải tần. Ví dụ như là cái tiếng bass của bạn, các bạn chỉ sidechain các giải tần sắp thôi, hay là các một chút mid chẳng hạn, thì cái nốt ở trên cao của bạn nó không bị ảnh hưởng, đại khái thế. Thì nó sẽ tách các cái giải tần trong một bản nhạc của các bạn ra. Cái này nó sẽ có rất là nhiều ứng dụng nhá. Sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái ứng dụng liên quan đến cái Frequency Sleeper này. Thằng Bùi Quang Minh Tâm không biết là nó có sửa tiếng Anh của mình không? Mà thôi kệ đi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái VST Returner. Cái này thì rất là hữu ích cho các bạn chơi Clubhouse, các bạn sẽ đo được cái bass. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ cho các bạn để tìm cái bass hoặc là cái hợp âm của bài. Ở đây mình ví dụ có một cái rất là hay ho, đấy là kết hợp hai cái phần này với nhau. Ví dụ bây giờ nhá, các bạn có như này, các bạn có một cái EQ này. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này đi, mình chỉ để lại cái phần sub, phần bass thôi. Thì cái tuner này nó sẽ đo được khá là chính xác. Đó, hoặc là chuyển hẳn xuống sắp này. Đó, thì nó đo được khá là chính xác này, cái cao độ nốt của bạn. Đó, B này, G này,
Và đặc biệt là đối với các bạn mà là bạn nào mà làm remix nhạc nhạc house hay là các cái nhạc mà kiểu club house hay là kiểu trap chủng chẳng hạn, thì đo cái này nó sẽ rất là hữu ích, các bạn đỡ phải tìm kiếm hợp âm hoặc là shot ở trên mạng, các bạn chỉ cần ném cái tuner vào là nó sẽ đo cho các bạn rồi. Ok, đó là điểm thứ hai là hai VST mới khá hay ho. Tiếp theo là một số thứ khá là tiện ích đến cái đoạn percussion này. Các bạn muốn cho to lên đúng không? Bình thường thì các bạn sẽ make unique, xong các bạn sẽ xóa ở đây đi và các bạn bôi thêm. Đó, nhưng mà bây giờ không, các bạn hoàn toàn có thể select toàn bộ. Các bạn có thể thậm chí các bạn select rất nhiều pattern khác nhau hoặc là audio khác nhau. Ok, và sau khi select xong các bạn sẽ vào phần menu, các bạn vào phần edit và các bạn make unique. Và toàn bộ nó sẽ được tạo thành một pattern hoặc là một sample mới mà các bạn có thể thay đổi được. Ví dụ đây, ở đây là top 2, đây là top thăng 3 này. Đó, thì các bạn có thể cho nhỏ ở đây đi, tăng to ở đây lên. Đó, nó không vấn đề gì cả. Ngày xưa thì các bạn phải làm từng cái. Sau khi làm từng cái xong, bạn thậm chí bạn còn phải xóa đi và các bạn paint nó lại. Đó, thì bây giờ nó rất là tiện ở điểm đấy. Cái việc tiếp theo là các bạn có thể consolidate. Ngày xưa thì các bạn sẽ phải vào đây và nó chỉ làm được chuyên một track thôi. Thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề là khi mà các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn export ra nguyên cái phần này chẳng hạn, thì các bạn phải làm bây ba cái cục này chồng vào với nhau. Đó, rất là mất nhiều thao tác. Nhưng bây giờ các bạn chỉ cần select nó thôi. Và sau đó các bạn vào phần file, vào phần tool và consolidate playlist section from section start này. Khi các bạn chạy xong ấy, nó tạo ra một file audio và nó làm cầm các cái pattern mà các bạn vừa làm đi. Thì các bạn thấy âm thanh render riêng này. Đó, có cả bass, có cả clap và có cả tambourine rồi. Ok, vừa rồi đó là bốn cái chức năng mà mình thấy rất là ấn tượng trong bản 20.8. Còn nếu mà các bạn thấy có điều gì mà các bạn thấy ấn tượng trong bản 20.8, các bạn có thể comment xuống bên dưới nhé. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và chọn riêng cho mình những video mà các bạn có thể yêu thích. Ngoài ra các bạn cũng có thể vào danh sách phát cũng như đặt câu hỏi xuống bên dưới để mình có thể giải đáp thắc mắc kỹ càng hơn cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.